Năm mới, ai cũng muốn chào đón New Year với một thân hình thon gọn. Bác sĩ Kimberly đã và đang dùng Fat Burner để giảm cân một cách tự nhiên, khỏe mạnh, an toàn và không diet. Fat Burner đặc biệt tan mỡ những nơi có mỡ như mỡ tay, bắp đùi, bắp chân, vân vân. Với chương trình mua 5 tặng 1 và tặng lịch 2015 của bác sĩ Kimberly, để có một thân hình thon gọn như bác sĩ Kimberly, hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888-337-7264. Ai muốn tango với bác sĩ Kimberly? Đó là FaceTime tango mặt đối mặt qua video, chứ không phải nhảy tango, thưa quý vị. Nếu muốn tham khảo ra miễn phí, có 3 cách gọi phone, chụp hình, gửi vào email drkimberly@kimberlyskin.net hoặc mặt đối mặt qua FaceTime hay Tango, gọi ngay. Thuốc chỉ hút hết chất dầu, làm cho làn da bị khô, khó chịu và sẽ kích thích tuyến dầu để tiết ra thêm chất dầu. Khi dùng thuốc sau chỉ một vài tuần, làn da sẽ bị lột da non và sẽ bị nám. Khi dùng phương pháp Apogee, chẳng những quý vị không bị bào mòn, không bị nám, mà còn được chữa mụn tận gốc. Vì phương pháp Apogee sẽ target chính xác hai nguyên nhân quý vị bị mụn, đó là chất dầu và chân lông. Kimberly xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã trở lại với chương trình The Dr. Kimberly Show. Ngày hôm nay chúng ta có một cái show rất là đặc biệt đó thưa quý vị. Và với cùng với Kimberly để trò chuyện với quý vị đó là Minh, Thế Minh từ Corona, California. Cô 35 tuổi đến để chia sẻ cùng Kimberly về vấn đề dưỡng da. Cảm ơn Minh rất nhiều đã lên chương trình. Cho chị biết là chúng ta có rất nhiều information ngày hôm nay, nhiều câu hỏi để gửi đến Thế Minh. Và quý khán thính giả thì khi nào cũng mong mỏi là chúng ta nói sự thật. Và tại chương trình chia sẻ thì chúng ta muốn nói những cái thành công, thất bại của chúng ta về vấn đề dưỡng da và làm đẹp. Thì trước hết chúng ta nói về vấn đề thất bại. Thì chị biết là em mới có 35 tuổi thôi. Yeah. Nhưng mà khi chị nói chuyện sơ với em trên phone hay là lần đầu tiên gặp đó, yeah, thì em có nói là em đã bị hư da, hình như em nói gì đến cả 10 năm phải không ạ? Yeah, nếu mà chị không sai, rồi. Phải không? Yeah. 10 năm. Yeah. Rồi thì chị biết là mình nói về quá khứ thì mình cũng rất là quan trọng, tại chúng ta nói để chúng ta học hỏi. Thì khi em bắt đầu dùng những cái thương hiệu gì đó là cho chị biết là lý do tại sao là một và bắt đầu tuổi bao nhiêu? Dạ, xin chào bác sĩ Kimberly và xin chào các bạn. Thì mình bắt đầu đó, thì mình bắt đầu mình nổi mụn, mình khoảng 22 tuổi mình nổi mụn. Thì lúc trước đó, làn da mình còn non, rất là đẹp, nhưng mà sau khi nổi mụn đó, thì mình mua mỹ phẩm kem nghệ để trị làn da cho nó đừng nổi mụn. Thì theo cái thời gian mình xài thì để cho nó bớt cái mụn thẹo đi, và da mặt mình còn bị rỗ nữa. Thì mình rất là buồn, rồi mình xài nhưng mà vẫn không hết. Và sau đó thì mình chuyển sang qua xài kem tẩy trắng để cho tẩy cái làn da, cái vết sẹo nó cho nó bớt mờ đi. Thì khi mình sức lên một sức lên thì lúc đầu không thấy sao, nhưng mà khoảng lâu ngày thì nó làm cho cái làn da của mình nó bỏng rát và nó nóng lên. Khi một lần mình khi mình xài á, mình sức lên nó nóng hừng hực lên, cái mình không chịu nổi nữa, mình phải chạy đi rửa mặt ngay lập tức. Thì lúc đó mình cảm thấy là không còn xài những cái loại kem đó nữa và mình đã bỏ nó. Mình rất là buồn, tại vì cái da mặt của mình nó bị rỗ mà mình không có tìm ra một phương pháp để mình xài cho nó thích hợp. Và sau đó thì cái làn da mình cảm thấy mình ra đường nó bị nám, cái nám lúc đầu nó nám cái hàng râu, hàng râu của mình. Rồi sau đó thì hai cái con má nó nổi lên, nám đen lên. Thì thưa quý vị, trên màn hình chúng tôi có show làn da của cô trước khi chữa trị
với phương pháp Apogee. Cảm ơn thấy mình rất là nhiều. Thì đến tuổi khoảng 22 là em bắt đầu có mụn. Yeah. Thì thưa quý vị, nhiều quý vị nghĩ rằng tuổi teen mới có mụn. Yeah. Nhưng mà quý vị thấy không? Đây là chứng tỏ là tuổi người lớn thì chúng ta có mụn, mà nói mụn không kỳ thị tuổi tác, bất cứ tuổi nào chúng ta cũng có thể bắt đầu có mụn. Mà nếu chúng ta bắt đầu có mụn mà không chữa tận gốc thì chúng ta sẽ tiếp tục bị mụn, mà mình có thể gọi là bị mụn kinh niên. Rồi sau đó thì như chị đã nghe em nói đó, là nó để lại những cái vết thẹo, những cái vết gọi là có thể gọi là rỗ, thẹo rỗ trên hàm da. Chứng tỏ là em bị những cái mụn bọc trước đó phải không? Mụn bọc nó mới để lại những cái vết rỗ đó. Thì cái mà Kimberly thấy rất là hay khi cô Minh chia sẻ đó là vì mình, cô ta đã cố gắng chữa trị thì bằng nhiều thương hiệu. Thì chị Kimberly cũng muốn xin phép em, vì chương trình chúng ta là chương trình chia sẻ, chúng ta nói sự thật để chia sẻ và để cùng học hỏi với nhau những cái vấp váp trong quá khứ. Thì em cho quý khán thính giả chúng ta biết những cái thương hiệu là những cái thương hiệu gì, mà em, nếu em nhớ thì em mua ở đâu thì em khai ra luôn, để cho quý khách hiểu rõ hơn vấn đề đó. Dạ. Thì mình cũng muốn thêm, tại vì mình theo cái tự trị mình thiếu kiến thức, thì em đi mua, em coi em mua ở đâu và tên em, của em xài như Pond á chị. Pond. Dạ. Hoặc là Shiseido. Shiseido. Dạ. Uh-huh. Thì em dùng mấy cái mo em mua. Uh-huh. Hoặc là em mua Mena Pop, là em lên mạng eBay em mua. Uh-huh. Em đọc những cái mỹ phẩm, người ta có những cái nhãn hiệu, người ta nói cái này nó trị, giúp em trị nám, lấy lại làn da sắc đẹp. Thì em cứ mua em thử. Thì em xài về thì cái làn da của em hiện làn da dị ứng, nó dễ phản ứng với mỹ phẩm lắm. Em xài lên á thì nó bị bắt đầu nó ngứa hai cái bên đây. Mà em có nói là em dùng những cái sản phẩm trước đây, em dùng những sản phẩm của tuy nhiên bào chế bên Việt Nam. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì những cái sản phẩm đó em có nhớ tên hoặc là cái tác dụng của nó không? Dạ thì em lúc đầu em xài kem nghệ là Thoracao. Thì đó từ mua từ Việt Nam. Và kem tẩy á, thì em không còn nhớ hiệu, nhưng mà đó là cái Việt Nam á, là họ bào chế những cái mỹ phẩm nó không có rõ nguồn gốc. Chị biết không? Rồi mình xài thì mình cứ thử, mình không có kiểm được cái nguồn gốc nguyên nhân là nguyên kem nó từ đâu ra. Thì mình cứ xài lên khuôn mặt của mình thì, nhưng mà chị nghĩ rằng người Việt Nam mình á hay gọi cái đó là kem trộn, phải không thưa quý vị? Khi chúng ta nghe đến kem trộn, chúng ta biết là như cái tên nó nghĩa là họ trộn nhiều thứ trong đó mà mình không được biết thứ gì, nhưng mà rốt cuộc là làn da bị tổn thương. Như thế mình đã thấy, khi làn da bị tổn thương thì lúc đó em nó nóng, nhưng mà có nhiều người làn da không bị nóng. Có nhiều khi mình lại không biết làn da đang bị hư, bị hại, bị tổn thương. Rồi nhưng mà một thời gian nám của em xuất hiện, tất nhiên là khi em có mụn thì là em không có nám. Phải không? Nhưng mà rốt cuộc tự chữa, tự chọn kem, cái gì cũng tự hết, tự nghiên cứu. Lên eBay mua, rồi ra ngoài shopping mua Shiseido, rồi Pond's vân vân. Thì chị thấy em cũng có cái sự cố gắng, cũng có rất là nhiều công trình ở trong đó, nhưng mà có đạt được ý muốn không em? Dạ không chị. Ok, thì chị nghĩ chứ nếu chúng ta đã trải qua, mới có 35 tuổi mà trải qua một thời gian cũng khá dài bị làn da bị tàn phá, đồng thời chúng ta kết quả mà lại không theo ý, rồi tốn rất là nhiều công, nhiều của, tiền bạc đó là của đó, công là mình thấy lên trên eBay nghiên cứu rồi là rất là xiên, thì phải nói là đây là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải lắng tai nghe để học hỏi. Và chị muốn sau khi chúng ta trở lại, vì chúng ta cần phải tạm ngưng chương trình, chị sẽ hỏi em chi tiết hơn về cái làn da của em có những cái triệu chứng gì khi làn da bị tổn thương, sau khi em nói em thấy nó nóng lên em rửa mặt rồi đó. Rồi sau đó thì mình cũng muốn biết, mà quý khán thính giả cũng muốn biết là cái làn da nó biến đổi như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ nói về lý do tại sao cô ta đã chọn thẩm mỹ viện Kimberly, chọn Kimberly cũng như sản phẩm Apogee là một sản phẩm gọi là ưu chuộng của cô ta ngày nay. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúng ta xin tạm ngưng và sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Xin kính chào.
muốn có tác động tâm lý, xã hội và ảnh hưởng thanh thiếu niên trong giai đoạn tuổi dậy thì, làm cho các em thiếu tự tin. Nhiều trẻ em bị mụn không chịu đi học, dẫn đến kết quả học tập kém. Có em bị trầm cảm, thích cô lập, không muốn kết bạn và để tóc dài để che mặt. Nếu con em quý vị đang bị ảnh hưởng vì mụn, xin liên lạc ngay bác sĩ Kimberly để mang lại sự tự tin cho các em. Abuje, bài đăng tập Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn, 1888-337-7264. Tự tin mang đến thành công cho Justin. Tôi là bác sĩ Kimberly. Tôi biết quý vị rất bận rộn với gia đình và công việc hàng ngày. Bây giờ quý vị không cần đến tận nơi để tham khảo nữa. Quý vị có thể tham khảo da qua cell phone bất cứ lúc nào rảnh, khi nấu ăn, khi đi làm, chỉ cần 10 phút. Hãy đừng tự chữa làn da nữa. Qua FaceTime, Tango, Hangout hay Skype, quý vị có thể tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly mặt đối mặt qua cell phone. Gọi ngay 1888-337-7264, 1888-337-7264. Em muốn gửi lời cảm ơn bác sĩ đã giúp cho em trị mụn. Trước đây làn da của em rất có nhiều mụn và cũng đã tham khảo nhiều sản phẩm nhưng cũng không chuẩn trị được. Và cũng nhờ bác sĩ có chương trình chụp hình gửi qua email, mà bây giờ cũng nhờ Apoche của bác sĩ mà đã giúp cho làn da em trở lại bình thường. Em cảm ơn bác sĩ. Abuje, phương pháp dưỡng da an toàn by Dr. Kimberly, 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264.